vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một con đài stereo của hãng Aiwa. Nó có tên mã là CS110. Ở đây là một con radio cassette có cái chất âm vượt qua cái tầm tiền của nó. Một cái ưu điểm đầu tiên cần nói đến ở con này đó là nó có FM 108, nghe đủ các đài từ địa phương đến trung ương. Một cái ưu điểm thứ hai đó là nó cho phép lắp 6 quả pin đại song song với cái vấn đề sử dụng nguồn AC 100V thì nó cho phép lắp pin đại, và đây là một cái điểm mà những bác có tuổi rất thích. Cái điểm thứ ba là kích thước của nó tương đối gọn gàng với một cái bề rộng vào tầm khoảng 44 cm. Về loa thì nó sở hữu một cái tuyến loa với cái chất lượng tương đối tốt. Nó có hai cái củ toàn giải kích cỡ là 10 cm, màng giấy gần xếp, và có bổ sung thêm hai cái loa super jack hai bên. Nó vừa mang cái tính tạo hình và vừa cũng có thể bù đắp thêm một chút âm ở giải cao. Cửa băng cassette được đặt ở vị trí trung tâm. Tóm lại, đây là một cái con nó có cái thiết kế cân đối hài hòa và nó mang cái hơi hướng cổ điển. Bây giờ anh em chúng ta sẽ bước vào những cái đoạn test. Đầu tiên là chúng ta sẽ test cái dải sóng FM. 4 sang các chương trình khác để bảo đảm hỗ trợ kịp thời hiệu quả. Tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước xây dựng các thông tư hướng dẫn các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, và sửa đổi bổ sung thông tư số 16 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngay trong... Thu rất thật thu, khi chấm đông xa. Tổ quốc niềm tin và khát vọng lực. Chị còn ở cứ buổi tối chị ra đấy chị ngồi xong đến khuya 11, 12 giờ đêm. Chị về chỗ cái hàng ghế của cái bệnh viện Bạch Mai để chị nghỉ cơ mà. Nói chung cuộc đời nó khổ lắm ấy. Thế nhưng mà nói thật nha, chị có các em chị nhưng mà kiểu như là chị không muốn để phiền lụy, em hiểu chưa? Thế thì tính ở đấy chị nói thật với thầy. Đối với con này, em bao giải sóng FM bắt tốt và bắt nét. Bây giờ anh em chúng ta sẽ chuyển đến giải sóng thứ hai, đó là giải sóng chung, sóng AM. Làng trài, bệnh xá. Chuyến tàu thăm Trường Sa lần này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với đoàn. Đây là lần thứ 10 Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức đoàn kiều bào thăm Trường Sa. Chia sẻ sau chuyến đi, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, từ năm 2012 đến nay... Nhớ tận xa xôi, khi nhìn vệt xe đi còn để lại lòng đường. Gạo quê hương nuôi lớn người, người lại nuôi lớn đất. Có bao nhiêu máu dưới nắm đất tự do đang đón bước chân mình. Ra chiến trường nhìn những ruộng vườn và những mái nhà hao hao như dáng mẹ. Thấy nơi đâu cũng là đất mẹ ta sinh. Trời... Em bao cả hai dải sóng FM và AM bắt tốt. Bây giờ anh em chúng ta sẽ đến với cái đoạn test cuối cùng, đó là khoảng băng cassette. Đây cũng là một cái đoạn test mà rất nhiều bác đi mua đài mong đợi. Con Aiwa CS110 thì đã được em vệ sinh sạch sẽ từ trong ruột ra đến ngoài. Trong quá trình vệ sinh thì em thấy cái hệ thống cơ cassette của con đài này còn khá là ngon. Đầu tư bánh tì, hệ bánh răng còn tốt. Bây giờ thì em sẽ test những
em cũng không dám bao chạy cái phần cassette này, bởi vì dây cua roa nó vẫn là dây zin của nhà sản xuất. Qua năm tháng như vậy thì em cũng không biết là nó sẽ đứt vào lúc nào. Chính vì thế em không dám bao chạy khoản băng cassette, chỉ dám bao hệ cơ khí nó còn tốt thôi ạ. Thôi em hãy đi về, khóc chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tà tư. Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên ta. Đường đời đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu giúp em, nào là muốn giàu sang bởi tình duyên trái ngang. Em vì chữ yêu nên đành cầm nín cho đẹp. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay. Cái hệ thống loa của con Aiwa CS110 này nó vượt xa so với cái giá tiền mà em niêm yết đi ạ. Thứ nhất, em nhận thấy cái cặp củ toàn dài này nó cho một cái thứ chất âm khá là ấm áp, tròn trịa, đặc biệt khi mở lớn không bị bể tiếng. Và có một cái cảm giác như là cái chất âm của con Aiwa này nó hơi hao hao giống những cái con đài Sony mà em vẫn hay bán ra. Bây giờ anh em chúng ta sẽ đi soi xét phía sau một chút. Đài liên lạc hoàn toàn là không có bể vỡ gì cả. Các bác có thể thấy là em đang lắp vào đây 6 quả pin đại. Giờ cạy ra hơi khó bởi vì cái nắp pin này nó chìm dưới là một. Cái thứ hai là khi cậy thì pin nó bung ra, lắp lại thì nó mất nhiều thời gian. Các bác chỉ cần biết là trong cái hộc chứa pin này là nó cho phép lắp 6 quả pin đại, một trong những dòng pin rẻ tiền và dễ kiếm vào bậc nhất Việt Nam. Và đây cũng chính là một cái ưu thế của con Aiwa CS110. Đài zin tuyệt đối, zin bãi, chưa sử dụng tại Việt Nam. Chúng ta sẽ đọc qua cái thông số cái coi. Aiwa model CS110 Stereo Radio Cassette Recorder, điện áp AC 100V, công suất tiêu thụ 13W, điện áp DC 9V, lắp 6 quả pin. Đài được sản xuất vào năm 1994, Made in China. Thường thường thì những cái con tầm này thì nó sẽ được sản xuất tại nhà máy của Aiwa đặt tại Trung Quốc. Em xin nhắc lại, chất âm của con đài này nó vượt xa so với cái tầm tiền, tầm giá mà em đang niêm yết. Nó sẽ đặc biệt phù hợp với những bác mà có tuổi, đó, những người không am hiểu lắm về công nghệ nhưng lại muốn có một cái con đài có một cái khả năng chạy băng cassette tốt đó, chất âm ngọt ngào ấm áp, bên phần cassette chạy tốt và bên phần radio bắt tốt. Khi với những người có tuổi thì người ta rất thích những cái kiểu lấy sóng theo kiểu lăn tay như thế này. Đây là cái cảm giác nó dễ dàng và nó thật nhất có thể. Như em đánh giá trong tầm giá này thì rõ ràng con Aiwa CS110 là một trong những con hết sức xứng đáng
để móc ví ra ẵm về. Phần trình bày của em đã xong và bác nào muốn sở hữu con này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em đề ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này. Thôi em hãy đi về, không chỉ làm buồn em. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tà tư. Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên ta. Đường đời đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu giùm em, nào ước muốn giàu sang bởi tình duyên trái ngang. Em vì chữ hiếu nên đành cầm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay.